Thế là ăn cá hồi ha. Cá hồi sushi ha. Lấy nhiều vào con. Hôm nay mình làm nhiều tiền cho nên ăn nhiều tiền thôi, ăn nhiều thôi. Wow, vậy là sắp xếp còn đẹp hơn ai sắp xếp luôn kìa. Lấy hết cái đó đi con. Lấy hết luôn đi. Lấy hai cái kia luôn, còn lại. Lấy cho ba hai cái. Con ăn hai cái, ba ăn hai cái. Ok, wow, ngon, yummy chưa? Rồi lấy thêm nữa. Lấy sao cho nó đầy cái đó luôn. Lấy cho nó đầy cái đó luôn. Wow, tô của Bella đầy kìa. Lấy nhiều và lấy đầy luôn.